khi mà người Việt Nam qua bên đó thì thường người ta quan tâm tới cái việc làm nông, làm farm á, thì cụ thể là khi mà làm farm á là mình làm những cái công việc gì, nó có cực không? Nói về hệ lâm phám thì nhắc đến lâm phám thì cực cánh này, Tây nó không có thằng nào thì không có ai để đi làm phám đâu, chỉ có châu Á mình ấy, đặc biệt là Đông Nam Á mình thôi. Thì làm phám thì nhiều job lắm anh, hải dâu thì em chưa trải nghiệm nhưng mà nghe bảo là bo gì ở đấy là cũng khoảng cả ngày là cũng đau lưng này, hay là đi hải hải măng tây ấy, cái bao bụp măng tây anh cũng phải lội bùn để chặn bùn buổi sáng đâu cũng cực lắm. Thì không biết sao Việt Nam mình chắc không có ai làm nữa. Thì bạn du học sinh ngày trước đi kể lại là hồi trước ai mới qua đi làm cái đó là về cũng khiếp. Rồi có một vài job ở gần gần đấy thì đi hải bắp cải đồ đi mấy cái xà lách đồ ấy thì cái đó cũng đỡ hơn. Nhưng mà nói chung về hệ lâm phạm là cực. Làm thì không có chuyện làm chơi như ở Việt Nam mình đi làm đâu. Làm thì giống như cực vào ngày mùa ở Việt Nam mình ấy. Anh Thuận đi chứng đúng nhỉ, giống như là ngày mùa về đi gặt lúa này kia là như em hồi trước làm hồi nhỏ ấy, là em dùng cực như vậy luôn đấy, là tần suất lao động là phải xứng đáng với cái mức lương của họ bỏ ra, họ thuê mình làm nhưng mình phải làm sao để xứng đáng, nếu mà làm công ấy, là phải làm sao để xứng đáng với cái đồng tiền của họ trả tiền lương cho mình. Còn hai nữa, nếu mà làm khoản ấy, thì mình làm nhiều thì mình ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Với khi đó thì thấy anh em làm cùng thì thấy anh nào người hải hay lên làm gì trước thì chạy nhanh lắm, mình phải cứ ráng mà đuổi theo chứ. Về nhận lương buồn, nói chung là hết tháng thì cũng cực cái này. Mình nói chung thanh niên mà anh nào chịu khó nên chúng là làm được. Nhưng mà đó cũng có nhiều job nhá, nhiều job thì rất là khỏe. Như đó là mấy cái job năng con job nhẹ nhẹ như là đóng gói này kia đâu thì khỏe hơn. Job lái xe nữa, lái xe cày nè, máy cày, máy mạng lái, máy cày, lái xe nâng, rồi xong đi giao hàng. Đó, nếu bạn nào có nhiều khả năng thì bạn không cần phải làm cực. Thì bạn thôi đó. Farm nó nhiều loại lắm các bạn, không phải chỉ có farm không mà nó còn farm là gọi là nông nghiệp đúng không? Còn lâm nghiệp nữa nè, rồi ngư nghiệp nữa nè. Có nhiều Thương nghiệp cái farm. Vừa qua hôm qua hôm kia thì có anh mới gửi em cái job gì mà cái gì mà cái công ty con của thằng Australia Post anh, nó tuyển lái xe van mà 42 43 đồng một giờ, làm 8 đến 11 tiếng, hay lái xe truck là 48 đồng hay 47 đồng gì đó, nhưng mà phải trả qua ABN chứ không phải là trả qua CFN. Em nghĩ chắc là trả lương cáo về cùng chưa hỏi anh như vậy, nhưng mà trả lương cáo về chắc là không có gì ảnh đâu. Nói chung là nó khó và nó ấy đó, nó sẽ có yêu cầu, một số cái yêu cầu nó trả lương cao, nghĩa là các bạn có thể là đi delivery những món hàng mắc tiền thì bạn phải có xe van đó. Nhiều khi nó em phải có xe nữa cho làm đó, chứ không phải là đó. Phải có mấy cái đầy đủ hết, thậm chí phải ký cái hợp đồng gọi là phải dán cái logo của công ty đó trên xe nữa đó, thấy không? Có nhiều cái đó là sẽ bắt buộc em phải gọi là làm việc cho nó trong vòng bao nhiêu tháng, giống như có cái hợp đồng đó cái tượng này là cái gì, nó càng ngày nó càng nâng lên độ khó, số tiền em kiếm được càng nhiều thì thôi. Cái gì bây giờ em lái xe đi vòng 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 bây giờ em lái xe đi giao hàng một cái đơn hàng như vậy thì em lái được nhiều, người ta trả cho em, anh hồi à nãy nói là bốn bốn mấy đồng đúng không, mười bốn hai gì đó đúng không, thì chắc chắn ta sẽ nhận được cái số tiền là khoảng đâu gấp đôi. Anh nói thôi là ít nhất á người ta từ 80 mấy đồng hoặc là 90 đồng thì người ta mới trả cho em 40 đồng đúng không, chứ không ai mà không có ai mà nhận vô có 10 đồng cho em 40 đồng thì nó lỗ rồi, làm cái danh tiền nó khỏi làm cái danh đúng không đó, tự nhiên đi yêu cầu phải có xe vé nơi này kia thì cũng phải làm cẩn thận, nhiều lúc mình ấy. Đúng rồi. Thì chứ thảo thống thì nó cho đi city này thì nhiều lúc thì bạc kính và kiệt thì chưa thảo nó đặt cho mấy chưa hết thì toàn có thể phạt với 200 rồi là má nhận ra rồi, làm ngày cũng được nhiêu, ví dụ như 40 8 là 320 đi, 320 cũng có thể phạt 150 mà khai phát rồi xong phim luôn rồi. Hôm em đi cắt tóc phút cây cắt tóc hết 30 đồng mà bị phạt mất 170 đồng về méo mặt luôn. Đậu xe sai, ngày xưa cũng vậy, ngày xưa anh đậu xe cũng lì đó, không không thấy người ta đậu trên lề mình cũng đậu trên lề, quất phát 60 đồng ở đầu rồi, trước rồi sáng mắt qua liền tỉnh rồi liền.
Sau này à, cũng phải đậu chơi cho nó đúng, cho nó chắc không có chơi kiểu mà liều mạng cái đó được. Đấy, đấy có nói cái việc làm ngư là làm gì anh Tâm? À, làm ngư là nghĩa là em đi bắt mấy con bào ngư ở dưới biển á, mà người ta nuôi á, chứ không phải là em bắt bào ngư thiên nhiên. Có nghĩa là hoặc là em đi bắt mấy con cá salmon á, cá hồi á, mà người ta ấy á, người ta gọi là người ta cũng nuôi luôn. À, người ta có cái hồ ở biển giống như kiểu mấy cái bè, mấy cái đồ ở Việt Nam mình đó, người ta tự làm đó, người ta đổ đồ ăn xuống, người ta nuôi đó. Tất nhiên là thịt đó, với lại chất lượng nó không ngon bằng cá biển rồi. Nhưng mà cái này là người ta kiểm soát được số lượng, chất lượng rồi này nọ. Người ta làm một cái lưới để người ta giăng gần gần biển đó thôi. Đó, tới dặn cái ngày thì em xuống với em bắt. Ừ. Mấy cái việc nông nghiệp, ngư nghiệp này nè, là xin dễ không anh Tâm? Thì cái cách mình xin cái việc á. Nói chung là các bạn có kinh nghiệm thì nó dễ, không có kinh nghiệm nó có đâu vậy à. Còn nếu mà những cái mà như là các bạn nhào vô bạn xin một cái công trường nào đó thì người ta đa số người ta lại thích người châu Á thì giới thiệu người châu Á chỗ đó, mà người châu Á không á thì ok vô làm chung ok. Còn nó toàn tay không mà bạn châu Á vô bạn làm dở nữa thì thôi. Ngày nữa ngày nó kêu là đường đi luôn á chứ đừng có nói. À, đó giống như ngày mình ngày xưa đi, mình vô một cái shop mình làm, mình thấy xung quanh toàn tay không à, mấy người tay nó làm lực lưỡng to cao, trời ơi nó làm như một người điên á, nó làm thấy nó xách mấy cái đồ 20kg 30kg nó xách dẫn chơi mình vô xách phát mệt rồi thôi mình tự động biết quân cho rồi theo cái của thôi nó được à. À. Thì tùy theo các bạn thôi, các bạn có kinh nghiệm, các bạn khỏe không, hoặc là các bạn đã từng làm cái job đó qua rồi đó. Ví dụ như Thành đã từng làm nông ở Việt Nam rồi thì qua đây thì tuyệt vời rồi. Còn mấy bạn khác ví dụ như ở Việt Nam bạn học IT làm IT mấy trường hợp của Thuận không nói, là Thuận to con thì không nói, có những bạn họ khác học IT giống như kiểu xì ke vậy đó. Nói vậy các bạn dễ hiểu à, ấn nhớ nhất là tay chân rồi tông teo rồi nó không xong đâu, qua đây không làm được đâu, mù hái đâu chừng 15 phút là xong lên đường liền đó, 15 phút là xỉu liền rồi đừng có nói, hoặc là 15 phút là xong rồi rác luôn á là chịu nổi không, không làm được đâu. Thôi mấy cái nghề này phải cần physical work à, các bạn muốn làm được chắc phải đi tập gym mới khỏe làm được à. Mà không phải tập gym không, vừa khỏe và phải vừa dẻo dai nữa, làm biết thời gian dài. Có cái chuyên môn gì đó, có một cái chuyên môn gì đó mà ở Việt Nam chẳng hạn tháng đấy cũng không có khó đâu, lên các cái hội nhóm này kia để hỏi hán này kia để hoặc là giới thiệu ấy. Ví dụ mấy anh chẳng hạn IT thì chẳng hạn lần ba hỏi mấy nhóm mấy người kiểu bên này mở công ty IT cũng khá là nhiều ấy, chẳng hạn thiếu người chẳng hạn lập trình viên này gì đó thì ứng tuyển để hỗ trợ công tác viên trước, sau thấy mà năng lực có thì họ cũng thấy à. Hay là ngành nghề kia này kia những cái gì mà cũng đòi hỏi bằng cấp để làm được thì vẫn được anh nhỉ, em thấy cũng nói chung là do các bạn thôi. Nếu các bạn nhào vô bạn lăn xả mà cái chỗ cái nghề đó mà các bạn có khả năng các bạn làm tốt, thậm chí không cần phải xin visa năm 2 luôn á, chủ tự động bảo lãnh bạn à. Bảo lãnh cho chú khác đơn giản vậy thôi, và hai bên cùng có lợi, chẳng có nào thương không có nào hại các bạn đó, do là các bạn thôi, nói đơn giản thôi. Người ta muốn bảo lãnh các bạn phải làm cho người ta có cơ hội để người ta bảo lãnh đi. Mình vô bằng làm mình chứng minh năng lực đi, ví dụ bạn đi nhảy chốc thứ hai, chốc thứ ba, chốc thứ tư gì đó, người ta cũng sợ vậy, bạn nhảy như vậy rồi xong rồi thôi bạn, người ta bảo lãnh cho bạn ở lại công ty của họ ít nhất cũng là 4 năm đúng không? Đó, làm 4 năm sau đó muốn nhảy đâu đó nhảy à, 4 năm họ cũng khai thác được khá nhiều rồi đó, như vậy thôi à, hợp tác với nhau rồi đó. Rồi nói như nãy Thành mới nói là các bạn ở Việt Nam mà có cái ngành nghề gì rồi thì qua đây nên cố gắng làm luôn ngành nghề đó nếu bạn yêu thích ha. Còn không có ngành nghề nào đó muốn trải nghiệm làm thoải mái đi các bạn, đầu tiên các bạn qua đây mình khuyến khích các bạn luôn, nhào lên farm làm trước 3 tháng đi, nó đủ điều kiện để xin năm 2 trước rồi. Đừng ơi đừng có chơi mà để 3 tháng cuối, ở đây đủ 6 tháng chơi ăn chơi nhảy 9 tháng thì sau từ 6 tới 9 tháng sau rút đó mới tìm được mà nó không cái đầu cái đó hơi trước cái chứng nhận ta để đi ngay gần cuối là nháo nhác lên hỏi này kia này đi xin có chỗ nào đi làm với lương bất chấp luôn, bao nhiêu cũng được, miễn có giấy tờ là được, có giấy pay slip thì gia hạn là được. chi cho đưa vô thế kẹt chi vậy các bạn ở không chứ nó mệt lắm, đừng qua đây một cái ăn chơi nhảy múa chừng tháng hay nửa tháng được rồi cũng hết tiền rồi còn đâu đúng không. Đó, còn tôi muốn tìm hiểu cái khu nào đó, ví dụ tới Sydney trước cũng được, tới Melbourne trước cũng được, cũng dạo City rồi xong dạo Opera House Sydney rồi nhà hát con sò rồi chơi cho đã đi, nửa tháng, một tháng là mình đủ rồi, rồi sau đó
là biết 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 mình cần cái gì rồi đó, rồi lo đi lên quốc 3 tháng liền, 3 tháng trên núi rồi sau đó trên farm nông trường rồi sau đó rồi về lại đất liền. Sau đó tùy quái lắm ấy, trường cái ở trường tự tin lắm á, cái visa bên danh không dai dai thương tuyệt luôn, có 2 năm để quẩy, ít nhất khi đó con vào 5 rưỡi để nên quẩy nữa. Thế trong 5 rưỡi đó tính tiếp, con muốn ra 5-3 thì kiểm dọc gần gần thôi, khi đó về thì dễ hơn thôi. Đúng rồi, nên nên khuyến khích, mình khuyến khích luôn, nếu mà mình là các bạn thì mình sẽ đi làm chỗ khác, tiểu bang khác luôn để mình chạy. À, giống như để mình hỏi luôn Thành luôn, hồi xưa em làm cái farm đó em có làm 7 ngày tuần không, hay em làm ngày em làm 4 ngày sau đó rồi thời gian rảnh em có đi khám phá rồi khám phá có đi khám phá xung quanh không, hay là em ôi hồi đó là vừa mới qua mấy anh em ở đó là không có ai có xe hết, với cả cũng là khá xa city ấy, với cả job cũng nhiều, hồi đó là cứ cày mà 6 ít thì 5 ngày còn nhiều là 7 ngày liên tục, thì ở cuối tuần rảnh đi đi city ăn uống với là đi mua đồ ăn thức uống để mình về chuẩn bị cho tuần mới em. Thì giàu giàu văng cũng gần gần đó thôi, nhưng nói chung không có thời gian để ấy để mình chủ động đi, một phần hồi đó cũng chứ quen thuộc môi trường hồi để nhìn thấy tấy mình còn để ngại ngại sợ sợ mà, chứ có vẻ là được nghĩ chơi thì ngon nơi như chơi mà có xe nó đi chắc em đi nát cả cái khu đó luôn đấy, hoàng luôn đó luôn á. Rồi ok, các bạn thấy không, rút kinh nghiệm của Thành ha, các bạn nào qua thì ráng cố gắng có bằng lái xe ở Việt Nam mà qua đây cứ lái thôi, đâu cần phải đổi bằng gì đâu, cứ qua mà lái tới của mình không sao á. Còn nếu bạn nào thích đổi bằng thì thích thì đổi gì, còn không thôi đổi bằng thì phải thi nha, không nghĩ là đổi bằng là được đổi đâu nha. Còn bạn nào mà có bằng của Đài Loan và bằng của Nhật á thì qua để đổi được đó. Ok, Singapore. Rồi ok, bây giờ mình chuyển qua một cái thứ hai nữa là sau khi Thành đi làm farm thì thấy farm là thấy cực rồi đúng không? Đó. Yeah. Về lại đồng bằng á. Dạ. Về lại phố phường á, ăn chơi nhảy múa được á, trên farm là không có múa được rồi, không chảy được rồi, không karaoke gì nữa. Thì bây giờ em thấy xin việc ở đây nó có khó như lúc đầu em tưởng không? Đó, họ làm rồi mấy công việc như thế này em trải qua em cảm giác là như thế nào? Người ta trả lương rồi này nọ có xứng đáng hay không? Nói chung thì ngay đầu mới xuống ở trên đó thì cũng tiếp xúc ít, em xuống đấy tiếp xúc nhiều thì thầy thực ra thì cũng không có khó lắm, mới xuống thì mới ít bàn ít bè, sau đi họp đồng hương giao lưu này kia quen nhau nói chuyện nhiều ấy. Chứ chẳng hạn như bảo cho em ngồi này thì chính cái việc nào mà chọc ngon ngon ấy, chẳng hạn như lương khoảng cỡ 25-26 đồng một giờ chắc em ngồi alo một hồi là đầy luôn. Quen anh chủ nhà hôm nay thuê nhà đấy nói chuyện, thầy nói chuyện này cũng vui nhỉ, thế là em thấy cũng vui là giờ hôm nay anh em mình giao lưu tí nhỉ, thì bảo là ok hôm nay rảnh thì anh ở đây cùng cuối tuần cùng rảnh thì cũng hẹn nhau hôm nay anh em mình làm tí. Rồi thế em có thích đi làm với anh không, anh làm supervisor ở cái công ty này cũng 22 năm rồi, nếu mà em thích thì đi về để làm với anh. Mà không chịu đi xin không đi giao lưu thì thua, phải mở rộng mối quan hệ ra là chót đầy của ngoài kia. Thế con không này thì cứ bảo tuần sáng với là lên hồi nhóm này kia đáng đầy luôn, với cả quan trọng nhất thực ra thì giờ hỏi một người là ít nhất một người là họ đã biết một chỗ nào cần tuyển nhân viên rồi, hỏi 10 người thì có 10 job rồi. Hỏi hàng ga khoảng hỏi quen hàng ga khoảng 2 người quen làm packing, 2 người quen đứng shop, 2 người đi quen ngoài trời ngoài búa là họ hết quen nhau hết à, biết nhiều nơi họ cần người á đó, các bạn thấy không. Mở rộng mối quan hệ ra thôi, cái đó là nãy giờ Thành mới nói là người Việt thôi nha, đối với bạn mình chỉ làm cho một công ty người Việt duy nhất, 2 công ty chứ, một cái công ty là một cái nhà hàng và một cái công ty thôi, còn lại đa số mình làm cho tay hết rồi. Đối với mình á thì mình làm cho tay thì thấy nó thoải mái hơn, lương thì nó cao hơn một tí và làm thì nó nhàn hơn đó. Thì các bạn thôi, các bạn có tiếng Anh khá khá thì các bạn cứ nào vô tay các bạn làm, còn không ấy thì tùy cam mà các bạn cứ làm xong có nhiều kinh nghiệm, mà người Việt Nam làm với người Việt Nam bạn thấy có nhiều kinh nghiệm và tăng thêm cái khả năng của các bạn, lúc đó bạn luyện thêm tiếng Anh. Em có một cái là tiếng Anh vẫn hơi yếu quá, như lúc mình thì muốn cải thiện lắm nhưng mà cũng phải dần dần để học thành thêm tí chứ hơi kém.
Cái đó là cái hạn chế rất là nhiều. Như là những anh chị đó, đa số những anh chị mà cứ làm cho công ty người Việt, em cứ để ý là em thấy là mấy anh chị đó, lý do là anh chị đó không giỏi tiếng Anh đó. Đó thì nó hạn chế cái khả năng kiếm tiền và hạn chế khả năng kinh doanh luôn. Anh vừa rồi anh có tới 3 bạn học trò, thì trong đó một bạn là hôm bữa đi em có gặp hết luôn á, một bạn rất là giỏi tiếng Anh, thì bây giờ tất cả bạn người nước ngoài hết, anh cho bạn nó đi báo giá thì học tiếng Anh ra ngồi đứng nghe thôi, hạn chế rồi đó. Còn mấy bạn kia thì làm cái cỡ nào thì cũng chỉ là làm cho người Việt thôi. Nói chung là mình bị hạn chế khả năng nào không có lái được xe thì sẽ bị kẹt. Xe anh thì kẹt cái chuyện tiếng Anh thì hạn chế cái khả năng kiếm tiền của các bạn thôi. Đó, thay vì bạn kiếm được 40 đồng tại vì thiếu tiếng Anh thì còn có 30 à, hoặc là thiếu xe thì chỉ có 20 à. Nếu đủ hết có thể bạn kiếm 50, 60, có khi 70 luôn. Đó, bạn thấy không? Bạn biết càng nhiều thì tiền bạn kiếm càng nhiều nữa thôi à. Đó. Rồi bạn biết kinh doanh thì bạn kiếm thêm chuyện kinh doanh nữa. Mà bạn biết đầu tư thì kiếm được tiền về đầu tư nữa. Cái nãy giờ nói về vấn đề học tiếng Anh á, thì nhiều người kêu là qua đó thì tiếp xúc thì nó sẽ dễ học hơn, thì nó có đúng vậy không? Dạ. Nếu mà cái này theo em thì tất nhiên là tiếp xúc nói chuyện với Tây thì nó tốt hơn thôi. Dạ. Nếu mà ví dụ chẳng hạn như mình quen một thằng bạn Tây chẳng hạn ấy, cuối tuần mới nó đi TRP làm vài cốc bia nói chuyện thôi thì dần dần mình học được mấy cái tiếng lỏng cái này kia nói chuyện đâu thì được nhiều hơn. Em cũng trước đi liên hoan mấy lần cũng kém mấy thằng Tây, nó cũng nhiệt tình lắm, bảo tao cũng thích uống trà đi, bố tao không thích uống trà đâu, hôm nay tao mời mày đến nhà chơi, nhưng mà cuối cùng nửng bần này kia thì cô đi được đến chơi đâu. Nhưng mình biết chơi những cái chỗ đó rất là tốt, nó rất là vui, bọn nó cũng hiền lành, ít tuổi hơn mình, nó cũng kiểu chừng chạc với lại nó còn bảo mày có thích đi làm với nó còn rủ đi làm nữa. Chưa có gọi là chưa sắp xếp được cái nơi chưa có để đi chơi ở đó ấy. Nhưng mà có một ông anh khác thì ông anh thì hồi trước làm cùng người Pháp ấy, thì anh bảo anh sang đây nhưng mà cái thời gian anh người Pháp là anh ấy học được nhiều hơn, bởi vì anh ấy là cực kỳ chăm chỉ, anh ấy không làm gì hết, chỉ có học suốt ngày học tiếng Anh, làm về là cứ mở tiếng Anh ra, mở mấy cái văn bản đối thoại đi, mở văn bản nói trên speak English cho đi, cứ ông người ta nói xong rồi anh cứ lặp lại ấy. Thế xong anh ấy nói phát âm chuẩn như người bản địa luôn ấy, mấy người bản địa rồi. Ủa, sao mày nói như chuẩn vậy? Như là tao từ luyện ấy. Cái anh bảo ngày trước thì cứ nghĩ là xuống giữa Mèo Bân thì nó học được nhiều hơn, nhưng mà đợt đó dịch anh quay lại Pháp thì anh bảo anh học được Pháp là anh học được nhiều hơn ấy. Thì thực ra thì cũng do mỗi người thôi, chứ không phải là ấy. Do mình ha. Do mọi người ấy. Rồi, okay. Mình chia sẻ cái bí quyết này cho các bạn luôn ha, để các bạn tự tin khả năng tiếng Anh á, cũng là coi như chia sẻ này cho Thành luôn hoặc là cho Thuận luôn, cách mình học đâu xa đâu, dụ trước mặt luôn đây nè. Đây, ngày xưa mình nói tiếng Anh cũng dở ẹt à, mà bây giờ cũng không có giỏi hơn được cái gì, mà nói chung là khá và tự tin hơn, nghe người ta nói hết và mình nói tay nó hiểu hết rồi. Sẽ tất nhiên là mình không nói chuyện giống như một các bạn người sinh ra, hoặc là giống không giống như con mình, nó sinh ra từ ở Úc từ nhỏ tới lớn ở đây rồi, thì cái bí quyết của mình có hai thôi. Một bí quyết thứ nhất là học về, ông thầy ông dạy rồi, mình có nói với bạn nhiều rồi, ông thầy đó tên là AJ Hook, là ông dạy ở trên cái kênh YouTube hoặc là Facebook, còn tới 6-7 khóa học khác nữa đó, thì các bạn thầy mình ha. Cái này ông chỉ chẳng có dạy gì khác đó, ngoài cái chuyện mà học về nếu bạn học về chứng con vẹt là bạn rất là giỏi vậy thôi, không có học ngữ pháp, không có học gì, cứ đọc tới đọc lui một như con vẹt là bạn tự động bạn giỏi giống như người bản xứ thôi à, mà bạn phải bỏ tập nhiều thời gian, sáng trưa chiều tối cứ rảnh là cứ lo phải học đó, nghe vậy và lặp lại như con vẹt. Bí quyết thứ hai, khi mà mình qua Úc á, một năm đầu mình ở với người Việt và bắt đầu từ năm thứ hai mình đã thuê nhà về, và đầu tiên năm thứ hai mình vẫn cho người Việt vô ở, nhưng mà mình suy nghĩ ủa tại sao mình cho người Việt vô ở có 100 tuần à, tại mình cho Tây vô ở thì mình lấy được 150 tiền nó tới gấp rưỡi lần, do đó là từ đó tới đây năm thứ hai là bắt đầu mình không cho người Việt ở chung với mình nữa, rồi toàn bộ xung quanh mình Tây hết, mình không có làm đó luôn á. Một là mình có nhiều tiền, điều đó là tuyệt vời đúng không, ai cũng muốn nhiều tiền hơn mà. Còn cái tiền thứ hai nữa là mình tiếp xúc toàn là ở nhà mình 6 người toàn người Tây hết à, không Tây trắng thì Tây đen, không Tây đen thì Tây vàng, thậm chí người da vàng của mình cũng không cho người Việt ở chung luôn, mình cho người
Hàn, Nhật, người Iran nữa. Nó cũng nói tiếng Anh chứ mình mà nó đâu nói tiếng Việt được đâu. Rồi có một thời gian 6 tháng tới 1 năm gọi là tự kỷ luôn á, cánh xa người Việt luôn, khỏi tiếp xúc với ba mẹ luôn á, anh á là coi như anh nói tiếng Anh y như người đây luôn á, nói lúc đó nói rất là hay. Mấy bạn có thể là không mà lâu lắm rồi, năm đó là chắc năm 2011 hay 2012 đó. Rồi ok, đó hai cái bí quyết đó cho các bạn, thứ nhất là học Việt, và thứ hai đừng cho các bạn có cơ hội đi số tiếng Việt và nói tiếng Việt nữa. Là cái miệng của các bạn á, thậm chí cái lúc đó mình suy nghĩ trong đầu mình luôn á, bây giờ thì hết rồi nha, bây giờ thì mình tiếp xúc nhiều người Việt hơn Tây, nhưng mà bây giờ là đối với mình là trong đầu mình tiếng Việt với tiếng Anh là nó như nhau rồi, nó không còn trở ngại gì nữa rồi. May mắn mình còn biết thêm hai ngôn ngữ khác là tiếng Pháp và tiếng Nhật nữa. là cái do là cái tuổi trẻ của mình đi học thì mình biết thôi, mình có ông sư phụ của người Nhật và ông sư phụ Pháp trong này cũng một này chỉ mình nên mình còn giữ được. Thì cái bí quyết của mình đó, mình học tiếng nước ngoài là các bạn cứ làm đúng hai cái điều đó cho mình. Và thứ hai là không có cơ hội để mà suy nghĩ bằng tiếng Việt, khi nói bằng tiếng Việt nữa là nó sẽ giỏi thôi. Thay vì bây giờ bạn đi ra ngoài bạn hỏi, bạn nói gì đó, bạn muốn mua cái gì đó, thì trong đầu bạn mới suy nghĩ là cái đó là tiếng Anh là gì, cái đó tiếng Anh gì. Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi đói bụng, bây giờ nói tiếng Anh mạnh gì. Tôi không thể nào nói mà tôi đói bụng được, I'm hungry, I'm starving, I'm thirsty, cái đó. Bạn có thể suy nghĩ 100 cái hay là 10 cái câu để mà nói về cái chuyện bạn đang đói bụng là được. Ok, đó, bí quyết của mình vậy thôi, rất là đơn giản. Thôi bây giờ kết thúc ở đây luôn. Rồi ok, thì hẹn gặp lại quý bạn video nha. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.